Câu hai tao cũng chưa làm. Chưa biết làm. Một câu một đề thì chưa không biết làm đề thì chưa đọc đề, nãy giờ mệt quá, nằm đi ngủ. Mới làm Ok. câu 3. Tao cũng chưa làm. Câu nào chưa làm được rồi không? Câu 2 ấy, câu 2 của Câu hai 2 điểm đề. bao nhiêu á? Câu 2 mà cái câu mà lớn hơn 30 giây là không biết làm nhá. Còn câu câu kia là chưa đọc đề. 30 giây tôi làm được về nè. Thế à? Bây giờ giữ tí để tôi cùng chữa câu 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 1 câu 3 đã. Câu 1 cho mọi người sâu đáp án thôi chứ Câu chắc hình thôi. không không có gì. Ủa, tôi làm theo mã của tôi thì nó khác. Anh em không làm theo 939 à? Không sao. Ok. Thế Có thì một sẽ hơi khó so sánh. đề 2022 mọi người có định hình như này Khoan chờ phút. không? Cái in động là coi kết quả cuối cùng nhá. Này cũng vẽ lại một cái hình khác được cả bạn. Lười, Xem rất nào. là lười. À, đây Giống đấy, ACB đó. giống đấy. ACB này, IDB này, IDEB với cả là BFG. Ok, giống rồi. BFGH, ok, giống rồi. Đạt đúng không? Giống, giống, giống. Ok. Ok, như vậy là an tâm rồi. Cô ba thì tao làm theo kiểu cảm tính, tao không chắc là mình làm như này có đúng không? Ba ông tính mắc cốt là bao nhiêu ấy? Cô đấy tôi chưa làm. Cô ba Cô nhá, đấy cô ba là tôi chưa kịp làm. tao gửi để à, tao đưa để lên nhá. Hoàng ơi mày làm bài 1 lâu không? Bài 1 thì lần đầu tiên thì hơi lâu rồi, lần thứ hai nhanh hơn. Ý, tao làm mất cả Bài tiếng sau mà khi sao mà làm sai. thì nó khá nhanh thôi. Tầm mất khoảng 20 Tôi phút. viết. Tôi viết hẳn. Hay là Tôi vừa 4. biết vừa tính vừa để ý là khoảng 20 phút. Hơn 4 trang. Hiếp. Ủa, tao viết hơn 4 trang mà. Đây cô ba nhá. Thì Gì bây giờ dài thế? tao cô Không. ba thì đây. Thì tao sẽ nói theo cách hiểu của tao, còn chỗ nào sai thì mọi người nhảy vào luôn nhá. Ok. Thì cái bài môn lần lượt là 7 8 10 17 y là bằng bao nhiêu ta? Y y là bằng 4. Cái gì đấy? Y bằng 4. Đấy. Y bằng 4 và 14. Nó còn lại nốt đầu cuối thì xác định thuộc nó bay bon dựa vào các giải thuật mentor là 0,3. Thì cô huy như thế này tao không rõ là mình có cần xác định các nút thuộc nó bay bon nữa hay không, nhưng mà đề bài thì không không có. À, Nhưng cô mà bảo rồi nhá. Cô bảo là nếu mà đề đã cho là các nút này là nút backbone thì không cần tính lại nữa. có nghĩa không cần tính lại nữa đúng không, Ừ. bởi vì là nếu như Ông xem tính lại cái record buổi gần nhất đây cô bảo thì. bởi vì là nếu như kiểu nút backbone ấy, nếu xác định các nút lần cận thuộc nút backbone thì kiểu nó bị trùng nhiều ấy, kiểu nút này vừa Ừ. thuộc nút kia và nút thuộc kia kiểu kiểu vậy đấy. Dùng lợi ích là 8 tìm cây premium DSK biết alpha mà không phải ba, nút nút chúng ta là nút y. Thì chắc là mọi người cũng biết cái giải thuật premium DSK rồi đúng không, tức là Ừ. xét lần Để lượt các em nút ra lần điểm cận ấy, kia. nhưng mà cái này nó không có liên kết, có nghĩa là kiểu tất cả luôn đấy. Bình thường nhá, bình Ừ. thường cái cây cái đề cô cho đến lớp thì cây Prim Digital kiểu nó có liên kết, kiểu như là cái nút 1 đi, cái nút 1 nó sẽ liên kết với cả 7, 2, 4, 8. Đấy, Ừ. 7, 4, 8, nhưng mà cái đề này thì tôi ngầm hiểu là nó sẽ là ví dụ như nút backbone là nút 4 thì nó sẽ liên kết với tất cả các nút backbone còn lại. Ừ. Đấy, kiểu kiểu vậy. Thì set, tôi set tất cả luôn, tôi sẽ là mình set nút 4 đầu tiên. Set nút 4 đầu tiên. Giải thuật tìm cây Brindisca thì tôi ghi trong này này, đầu tiên sẽ là nút cố là nút gốc thì sẽ xét các nút lân cận luôn, hết là 7 8 10 14 và 17. Đấy, uồng 4 17 10 14 17, bởi vì là nó không có liên kết giữa liên kết như này. Liên kết như này mà nó sẽ kiểu rải rải như này, tôi ngầm định là nó sẽ liên kết tất cả với nhau luôn, kiểu vậy. Hơi lạ nhỉ. Đấy, người này hơi hơi lạ lạ. Thì mình sẽ tính cái khoảng cách, cái giá từ từ các nút backbone đến nút 4, 7, 8, 10, 14, 17 thì nó sẽ là alpha nhân D4 cộng với cái pickup 47 nhá. Alpha với D4, D4 thì bằng 0 rồi.
từ 4 đến 4 là 0. Cho nên là cái lần đầu tiên nó sẽ là bằng giá luôn. Tức là từ 4 đến 7 là sẽ, ví dụ này 4 đến 7 sẽ là căn của 1 cộng 3 bình ấy. Ok. Khoảng cách để cắt. 1 cộng 2 bình, ừ kiểu vậy. Đấy. Sau đấy sẽ là chọn cái nào min. Tất cả những cái gốc của 4, 7, 10, 14 này đều là 4 hết. Và sau đó mình chọn cái min. Thì min ở đây là có 7 thôi, có thêm 4, 7 ở cây. Thêm 4, 7 ở cây là to in đậm đây luôn rồi. Đây. Sau đấy set tiếp, thêm 4, 7 thì bây giờ chúng ta sẽ set cập nhật các nút khác. Cập nhật nút khác với gốc là 7. Ví dụ ở trên này gốc là 4 đúng không? Gốc là 4 đúng không? Nhưng mà thêm 7 đây chúng ta sẽ cập nhật gốc là 7. Gốc là 7. Kiểu vậy. Nhưng mà tính 7 xong thì chúng ta nhìn hình cũng biết, mà nhìn hình cũng biết là nó sẽ lớn hơn. Tức là từ 4 đến các nút khác nó sẽ là, bởi vì 4 là giữa trung tâm rồi ấy, cho nên là kiểu như là từ 4 đến đến nút 17 hay là nút nút 8 hay là nút 10 đồ đó thì nó sẽ ngắn hơn so với kiểu 7 7 đến 17 hay là 7 đến 8 hay là 7 đến 10. Kiểu vậy, cho nên là nhìn hình là có thể suy ra được là nó cái khoảng cách, cái giá nó sẽ lớn hơn, cho nên là mình không cần phải cập nhật lại nữa. Còn nữa là cái min thì vẫn là ở gốc là 4. Kiểu vậy. Mọi người thấy đúng không? Ừ, ok. Cho tôi hỏi tí là cái W47 ấy. Ừ. Đấy bằng 5 nhỉ? Căn 5. Căn 5 là 47 này, căn à, ừ, 21 đúng không? Ok. Ừ, 21, căn 5. Đấy. Okay. Thì đề cao mà tôi ngầm hiểu là như thế. Rồi thì kiểu như là nút 7 thì nó cũng không kiểu cập nhật, bởi vì cái giá của nó từ 7 đến các nút 17, 8, 14, 10 nó sẽ nhỏ hơn. À lớn hơn, cho nên là mình không cần cập nhật. Kiểu vậy. Cho nên là chúng ta vẫn sẽ dùng cái gốc là 4 và nhận thấy là L17 là thấp nhất, cho nên là thêm 47 vào cây. Đấy, thêm 47 vào cây. Tương tự với nếu như xét từ 17 đến 8 hay là 17 đến 4 hay 17 đến 10 thì nó vẫn không 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 lớn, không nhỏ hơn 4 đến 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 8, 14 hay 10. Đấy, cho nên là vẫn là từ 4 đến 8. Và gốc gốc. Đấy, L8 min này không cập nhật. Tôi không cập nhật bởi vì là nhìn cái hình này mình biết là cái giá nó lớn hơn nhiều rồi. Cho nên là L8 min. L8 min vẫn là cái gốc là 4. Đấy. Tương tự với trường hợp là 10. Với trường hợp là 8. Tuy nhiên thì ở 14 ạ, 14 thì nó khác. 14 gốc của nó là 8. Bởi vì nó bé hơn. Đây, L14 bằng alpha, tức là sau khi thêm cái nút 8 vào rồi ấy, L8 min này, thêm nút 48 vào cây này, thì sau khi thêm cái nút 8 vào rồi ấy, thì chúng ta thấy được là nếu như tính giá của 14 đến gốc qua cái nút D8 này thì alpha nhân không phải D8 cộng N8, 14 là alpha 0.3 này, D8 là, D8 đến 4 là 4 căn 2, là kiểu căn căn 4 bình hoặc 4 bình ấy, từ 8 đến 4 ấy, đấy. Cộng với 2 căn 2 là cái khoảng cách từ 8 đến 14 thì nó sẽ 16. Căn 2 trên 5 thì nó sẽ nhỏ hơn cái L14 ở đây. Nó sẽ nhỏ hơn 2 căn 10. Cho nên là mình sẽ cập nhật. Và cái gốc của nó là 8. Đấy là mình thêm vào cây. Thế thôi. Còn tương tự L10 thì tương tự thôi. L10 nó vẫn gốc là 4. Kiểu vậy. Như vậy chúng ta sẽ được cái cây Green Discount như này. Cũng may là căn bản là cái nút 4 này nó trung tâm rồi. Cho nên là kiểu nó cũng không khó lắm. À, mọi người có câu hỏi không? Chứ là sẽ tự làm lại rồi mới hiểu được. Lâu okay. Quá không làm. Thế nói cho tôi nói là mường tượng thôi, còn ai đạt đạt được hình như này không? Cái câu này tôi chưa làm. Này tôi chưa làm. Ừ. Ừ, thế câu này tôi chưa làm. Thì tí nữa mọi người làm thì nếu như kiểu nó sai chỗ nào thì nhắn luôn nhá. Nhớ nhá. Ừ, ok. Còn được. Cái Quang ơi. Làm. Ơi. Gửi cái file scan đi đến cho nhà mọi tôi người gửi xem nó dễ. Tao gửi rồi, tao gửi rồi đấy. Đây nè. Ờ. Ừ. Cái AMD 2021 chưa? Chưa. Ờ 2021 làm rồi.
2021 với cả là 2020 thì làm tao làm cô 1, cô 3 rồi, còn cô 2 tao chưa làm thôi. Đây để tao gửi cô 2 đây. Mình gửi. Ok, để chữa nốt, để chữa xong rồi nói xong cho nó liền mày. Ok. Đấy thì Giỏi đấy, đỉnh đấy. cái 30 điểm. Prim Disaster thì nó không phức Khoan. tạp lắm đâu. Nó không phức tạp lắm đâu, mình chỉ cần chú ý một chút thôi, kiểu kiểu nói tóm lại là kiểu mình thêm cái nút nào vào, mình xem cái giá từ nút nào vào gốc nó bé nhất thì mình thêm cái nút đấy vào, sau đây mình sẽ lại chuyển gốc, và nếu như cái nút gốc này nó bé hơn thì mình sẽ nối vào, ví dụ cái nút 8 kia kìa, nút 8 kia ăn à, nút 14 đến 14 nó sẽ nối vào 8 chứ không, nó không nối vào 4 như các nút 17 là 7 kiểu vậy. Ủa? À, còn cái việc gọi là tính tính gì ta? Tính lưu lượng giữa các nút thì bỗng dưng là cô cho thêm 17, 10, 9, 18 nhảy vào, tôi không biết như nào. Ừ, đúng rồi. 17, 10 thì tôi cũng làm theo cảm tính thôi. Thì làm theo cảm tính là bởi vì là nút backbone là chỉ có từ 14, 8, 17, 4, 7, 10 ấy. Mà bỗng dưng cô cái đề của cô nó thêm 9, 18, 20 thì tôi ngầm định, tôi hiểu là xác định những cái nút này là nút backbone gần nhất, những nút thuộc nút backbone gần nhất kiểu vậy. Thì tôi cho 9 thuộc backbone 8, 18 thuộc backbone 7 và 20 thuộc backbone 7. Và cái tính lưu lượng này ấy, thì là mình sẽ chia nhỏ hốp ra dựa vào đầu bài thôi. Ví dụ nhá, thì cái đầu bài là ví dụ cái đầu bài là đây, mình sẽ dựa cái này mình làm. Ví dụ cái lưu lượng từ 8 đến 17 là 7 đi, thì chúng ta sẽ xem từ 8 đến 17 có bao nhiêu hốp. 8 đến 17 sẽ có bao nhiêu hốp ạ? Hai hốp. 8 đến 17, hai hốp. Đấy, hai hốp. 8 đến 7 là Một lúc thôi chứ mày. hai hốp. 8 đến 7 là 2 ốp, 4 đến 7 này. 8 đến 7 8 là 2. đến 7. 17 đến 10 là 10, 17 đến 10 là 17 đến 10 là 2 ốp. Đấy, 17 đến 10 là 2 ốp. Còn 20 đến 10. 20 đến 10 là 3 ốp. Đấy. Thì cái mục tiêu của chúng ta sẽ chia nhỏ các ốp ra. Chia nhỏ các ốp ra, có nghĩa là kiểu từ 3 ốp thành 2 ốp và thành 1 ốp ấy. Và cái kết quả của cô là một hốp thôi đấy. Thì tôi làm như này, thì tôi nói như vậy rồi, tí sai cái gì thì gọi chỉ nhá. Ví dụ nhá, từ 9 đến 18 nhá, 9 đến 18 sẽ là 4 hốp đi. Ừ, 9 đến 18 là 4 hốp, 9 đến 18 này, đây trên này đấy, 9 đến 18 đúng không, 4 hốp đúng không. Ừ, 1 2 3 4 đây, 9 đến 18 4 hốp, thì chúng ta sẽ chia nhỏ cái hốp này ra và chọn nút home. Thì nhưng mà để xem là nó có phải là liên kết trực tiếp hay không. Đấy, 9 18 là 4 hốp này, n bằng 4 chia 8, cái này là tôi nháp nha. Mọi người ghi 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 bài thi chỉ cần ghi n một là được. Một đây là lấy lên đấy. Có nghĩa là 4 chia 8 là 0,5 là lên 1 luôn. Và 0,2 cũng lên 1 luôn, kiểu vậy. Ừ. U là cái giá. Đúng. Chờ. Đúng rồi, U là cái còn cái giá đấy trên cho cái Ừ. n vừa tính nhân U với là cái cái, giá, U là cái giá, sau đấy mình sẽ so sánh cái giá đấy với cả U min. nhưng Ừ, mà sau lớn đấy hơn thì là trực tiếp đúng lấy không? nên là thêm thêm trực tiếp là không cần tính toán cái gì nữa. Còn nếu như mà nó bé hơn thì mình phải là tìm cái nút home, nút trung tâm. Đấy, thì giữa 9 với 18 thì mình sẽ chọn là nút 8 bởi vì là khoảng cách nhỏ nhất thế thôi. Khoảng cách nhỏ nhất là chúng ta tính cái khoảng cách tức là nó nhỏ nhất là kiểu từ có khoảng cách từ 9 đến 8 cộng với khoảng cách từ 8 đến 18 nó sẽ nhỏ hơn so với cái nút 17 hoặc nút 4. Đấy, kiểu vậy, tức là giữa nút 9 và nút 18 nó có 3 nút đúng không? Nút 8 và nút 4 và nút 17. Thì chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa nút 8 với nút 9 cộng với khoảng cách giữa nút 8 với nút 18 là bé nhất, thì chúng ta sẽ chọn nút 8 nút home. Đấy. Chọn nút home và chúng ta sẽ tính lưu lượng giữa 98 và 88. Lưu lượng giữa 98 thì sẽ bằng lưu lượng giữa 98 cũ cộng với lưu lượng giữa 9 và 18. Đấy, nó cũng dễ nhớ mà. Tức là cái lưu lượng mới sẽ bằng lưu lượng cũ cộng với cả lưu lượng của 9 và 18. Lưu lượng chúng ta đang xét.
thì nó vẫn là A4 thôi. Đấy, tôi giống nhân này là để dễ dễ làm, dễ phân biệt. Thì ngày mai tôi chắc là cũng sẽ kiểu bút chì sau này sẽ xóa kiểu cho dễ dễ đỡ sót đấy. Trên này tôi cũng vậy này, cái gì ta, cái Esau William ấy, cái kiểu cũng giống nhân như này, đỡ sót, Hợp lý. Ừ. đỡ sót sau sau dùng bút bút sau dùng tẩy tẩy đi mà kiểu đỡ thể sót liên kết thì là giá còn què đấy. Sau chiều làm cũng sót đi sót lại mãi mãi. Đấy, thì kiểu mình đánh dấu ấy, mình đánh dấu sau vòng tròn các kiểu đấy thì là 98 là vẫn là 4, bởi vì là cái 98 cũ này không bằng chưa chưa làm và 88 cũng chưa làm, thì nhưng chúng ta thấy là cái 98 này một hốp rồi cho nên chúng ta cần chia nữa, tuy nhiên thì 88 vẫn là ba hốp, 88 vẫn là ba hốp đây, 8 này 18 đây vẫn là ba hốp, 8 này 4 17 18 vẫn là ba hốp, thì chúng ta sẽ chia tiếp, tuy nhiên thì chúng ta sẽ chia lần lượt ba hốp thì có 20 với 10 nữa, thì tôi thích làm 20 10 trước. Đó là ba hốp thì n bằng 1 này thì u vẫn bằng 0,75 bé u min hết, và hai giữa 20 và 10 thì chúng tôi chọn là 7, nút 7 bé nhất. Tôi thì nhìn hình là chúng ta biết mà, thì là thấy là nút 7 nút home thì cái khoảng cách từ 7 đến 10 cộng với từ 7 đến 20 nó sẽ nhỏ hơn, có cái từ 4 đến 10 có cái từ 4 đến 20 kiểu vậy. Cho nên là 7 là nút home. 7 là nút home, sau rồi là sau tính tương tự thôi. Tính tương tự như ở trên, có nghĩa là T của 27 đến 7 10 thì nó vẫn là bằng 6, là bằng chính cái khóa lưu lượng giữa 20 đến 10 luôn. Kiểu vậy. Lưu lượng giữa 20 đến 10 kiểu nó chưa có cái cũ ấy. Đây là 10 và cái 27 này là một hốp rồi. 27 là một hốp rồi đây. Đây không tính nữa, không cần tính nữa, chỉ cần cập nhật thôi. Có sau cập nhật sau để cập nhật. Còn lưu lượng giữa 7 với 10 thì là vẫn là hai hốp, cho nên chúng ta cần phải chia ra. Và như vậy chúng ta có một từ chia ra. Tiếp theo sẽ 8 đến 18. 8 đến 18 là 3 hốp ấy, 3 hốp đây này. 8 đến 18 3 hốp này. 3 hốp nên là chia tiếp. Phải xét lần lượt từ dưới lên á, từ 4 đến 3 đến 2 đến 1 kiểu kiểu vậy, giảm dần. Nên là kiểu phải phải chú ý, lỡ may mà xét cái nút, lỡ may xét xét hai hốp xong các kiểu nhận ra là ô kiểu có nút này ba hốp thì kiểu chết đấy. Đấy. Đấy, tương tự tính n này, tính u này vẫn là bé u min, và giữa 8 đến 18 thì là có 8 đến 18 thì là 17 là nút home. Đấy, 8 đến 18 này thì thấy 17 là cái khoảng cách nó nhỏ nhỏ nhất. Nó bé nhất, cho nên 17 là nút home thì T8 này 87 sẽ bằng T87 cũ cộng với T88 đấy. Đấy, đấy. Thì chúng ta thấy là cái T87 là để cho 87 để cho ấy, 87 là 7 này. Đấy. Tức ở đây nó sẽ cái cũ rồi. Là bằng 87 cũ ở tạo lưu lượng giữa cái nút mình đang xét đấy, 87 là 7 này. Và lưu lượng nó sẽ là 14. 88 là 4, đây 88 là 4 đây. Đấy, như vậy cộng lại là 11. Tuy nhiên thì cái nội lưu lượng giữa 87 nó là hai hốp, nên vẫn phải xét tiếp. Và T giữa 17 và 18 là một hốp rồi. Một hốp rồi nên là không phải tính nữa, 1 bằng 4, bởi vì là bằng 4 là bằng cái lưu lượng giữa 8 và 18 luôn. Đấy, còn 17, 18 thì không có, cũ nó bằng 0 thì bỏ qua. Tiếp theo chúng ta xét những cái trường hợp hai hốp. Như là 17 và 10. 17 và 10 thì cái n nó bằng 2 rồi, 10 chia 8 là bằng 1 phẩy mấy đấy. Rồi 1 phẩy mấy mình sẽ làm tròn lên là 2 và u vẫn bé hơn u min. Và giữa 17 và 10 thì là 17 và 10 nó sẽ là nút 4 là nút home luôn. Đấy, nút 4 là nút home. Thì mình sẽ chia ra. Nút 4 là nút home, 17, 4 và 4, 10 là bằng 17, 4 và 17, 4 cũ. Và lưu lượng của cái nút đấy thì vẫn là bằng 10 thôi. Nó chưa có cái cũ gì cập nhật ở đây cả. Kiểu vậy. Còn giữa 7, 10 nhá, 7, 10 là hai hốp. 7, 10 hai hốp thì là 7 và 12 hốt thì cái 4 nút 4 phải là nút home. Đấy. 7 10 nút 4 là nút home thì chúng ta sẽ chọn nút 4 nút home, vẫn bé hơn Umin. Umin là 0,85 rồi. Đấy. 7 4 sẽ bằng 7 4 cũ cộng với 7 10 cái lưu lượng mình đang xét, và 7 4 ở đây chúng ta tính ở trên trên rồi đúng không? Chưa ta. Ở 7 4 chưa tính đâu. 7 4 chưa có.
và 70 thì là đề cho là bằng 6. Tuy nhiên thì 40 nhá, 40 sẽ là 40 cộng với 70. 40 là có rồi đấy, 40 là mình tính tính trên rồi đây này. 40 cũ này. Đúng không? 40 cũ là bằng 10. Mình tính trên rồi, cộng với cả 70 là bằng 6 là đề cho. Ừ. Ở đâu? 70 là tính trên này chứ. Ừ, 70 tính trên này là bằng 6, đúng rồi. Đấy, là bằng 16. Đấy, tức là mọi người sẽ chú ý cập nhật cái thông số này ấy. Kiểu vậy. Và hai cái này đều một hốp hết rồi. Đây không xét nữa, chúng ta sẽ xét tiếp những cái nút hai hốp. Ví dụ như là 8 và 7 thì cũng tương tự, và 8 và 17 thì cũng tương tự. Tức là mọi người sẽ xét làm sao cho nó thành một hốp hết luôn ấy. Thành một hốp hết luôn. Và cuối cùng là tổng hợp tất cả những cái một hốp ấy lại với nhau thành cái kiểu này. Ví dụ 9, 8 là lưu nó là cái giáo nó là 4 thì cái n nó bằng 1. À, bởi vì là 4 chia chia 9 đúng không? Hay chia 8, chia 8, chia 8. Ơi, Ơi. có bạn mới hỏi là làm sao để chọn nút home. Nút home á? Nút home Ờ. thì là cái bạn nào đây? Bạn Tuấn. Nút home nhá, nút home thì tức là mình sẽ chọn cái từ từ tôi chụp lại, nói hơi khó hiểu. Sẽ phải so sánh giá gì gì đấy đúng không? Cái giá thôi nhưng mà nó cũng không phức tạp lắm. Chờ tôi gửi, chờ tôi chụp. Làm một cái trường hợp ấy như kiểu là cái Ví dụ nhá, đây ví dụ nhá, là sẽ có công thức nhưng mình sẽ làm trực quan luôn. Ví dụ nhá, cái lưu lượng giữa 9 và 18 đi, 9 và 18 sẽ có bốn cái nút ở giữa. Đấy, 4 là 8, 4 và 17 nhá. Đúng không? 8, 4, 17. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái khoảng cách, tức là cos của 8 đến 9 cộng với cos của 8 đến 18 nó sẽ bé hơn so với hai nút còn lại. Sử dụng Descartes ấy, có nghĩa là cái 8 đến 9 là căn của hai bình cộng hai bình cộng với cả căn của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, căn của 1 cộng với 8 bình. Đấy, nó sẽ bé bé hơn so với trường hợp đối với 17 và 4. Cho nên mình sẽ chọn nút 8 là nút home. Đấy, kiểu vậy. Nói chung là chọn cái khoảng cách nào bé nhất thì mình sẽ chọn. Tức là ở giữa 9 và 18 này sẽ có bao nhiêu nút home đấy, mình sẽ chọn nút home nào mà cái khoảng cách từ cái nút home đấy với đến hai nút là nó sẽ bé nhất đối với những cái trường hợp còn lại. Ví dụ như cái trường hợp là hai hốp thì nó dễ rồi, mình chỉ có một nút ở giữa cho nên là mình không phải chọn nữa. Nhưng mà ví dụ như ở cái nút giữa 20 và 10 đi, 20 này, 10 này, 20 này và 10 nhá, 20 và 10 thì sẽ có hai cái nút ở giữa là nút 4 và nút 7 đúng không? Thì chúng ta nhìn trực quan là mình nhìn trực quan nó thấy là cái nút 7 nó sẽ gần gần hai cái nút này hơn, thì chúng ta sẽ chọn hai cái nút này, mình không phải tính nữa kiểu vậy. Nhưng mà đi thi thì vẫn vẫn ghi kiểu cho nó logic, cho nó tường minh kiểu vậy. Nhưng mà nhìn hình là mình đoán là cái nút 7 nó sẽ bé nhất rồi, bởi vì cái cos k cos của 7 đến 20 cộng với cos của 7 đến 10 nó sẽ bé hơn so với nút 4. Tức là căn của hai bình cộng Ok. hai bình cộng với căn của 7, hai bình cộng với 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, căn của hai bình có 7 với 4. Đấy, kiểu nó xa hơn đấy. Nhìn 4 nó xa hơn là mình biết nào. Tuấn hiểu chưa bạn? Chắc Tuấn hiểu đấy. Không nói gì chắc Tuấn hiểu. Tôi hiểu lúc nãy rồi. Ừ, tôi ghi công thức lên trên rồi đó. Kiểu vậy. Sau rồi nhá, cái bước cuối cùng là mình sẽ tổng hợp lại tất cả các một hốp lại cái giá của nó và lấy giá của nó chia cho C ấy, chia cho lưu lượng ấy. C lưu lượng là bao nhiêu? Lưu lượng là 9, 8 đúng không? Ở lưu lượng là 8, ví dụ nhá, ví dụ như ở ở 4 hay 4 chia 8 là 1. Lên làm lên mà làm tròn nào. Đấy, 16 chia 8 bằng 2, 19 chia 8 bằng 3. Kiểu vậy, 19 chia 8 là làm tròn lên, 2 phẩy mấy, 2,1 hay là 2,2 cũng lên là 3 hết. 24 chia 8 là 3 đấy, kiểu vậy. Sau rồi chúng ta sẽ là có được cái hình như này. Đấy, giữa 4 và 7 là 3. Đúng không? 4, 7, 3 này. Đấy, 4, 7, 3. 4 và 8 là 3. 4 và 8 là 3. Ừ, nhân 3 kiểu vậy. Đấy, mọi người có hỏi nó. Hướng làm thì như thế nhưng mà chắc tí sẽ làm rồi Có gì mới mọi thấy người thắc phải mắc. làm lại xem là nó có giống với mình không ấy, sợ Ừ, đúng làm rồi. sai kiểu vừa làm vừa nghe nhạc các kiểu kiểu Cho tôi hỏi tí cái phần
Thì là cái phần cái nút cái phần câu 3 mà nó bảo là tìm cái cây Prinsesca thì kiểu tôi thấy ông tính max mascot đúng không? Ông Ở tính mascot. là cái là bắt buộc mình phải tính cái đấy à? Tại tôi chưa làm cái dạng này. Từ Được. chờ xí nha, từ xí nha. Mascot người Canada. À, không không cần đâu, bởi vì là mascot này là chỉ tính các nút lân cận thôi. Các nút lân cận của nút backbone. Ừ, đây tôi nháp Mascot thôi mà. là cái đường chéo đúng không? Là cái đường chéo dài nhất đúng Mascot là cái đường không? kéo dài nhất, ở có nghĩa là trường hợp này sẽ là từ 9 đến 20 ấy, là bằng căn của 11 mình, của 11 mình ấy. Đấy. Nhưng mà cái mascot này là chỉ để xác định cái nút nút các nút lân cận thuộc nút backbone thôi. Ví dụ như ở cái nút 17 thì nó sẽ là nút 3 thuộc cái backbone là 7 đi, 17 kiểu vậy. Và ở nút 7 ở nút, nút 6 thì nó sẽ thuộc backbone 7 kiểu kiểu vậy, nhưng mà ở cái bài này nó không yêu cầu cho nên là cái mascot này đã bỏ qua. Đấy, thế thôi. Còn nếu như đề bài yêu cầu là tìm các nút lân cận của nút backbone thì mình sẽ sử dụng cái mascot này. Công thuật toán tìm các nút lân cận thì chắc là mọi người cũng ghi vào vở rồi đúng không? Có nghĩa là bé hơn cái giờ palm là được. Có nghĩa là cái lưu lượng giữa cái nút ấy với cả gì ta? Lưu lượng với cái nút backbone ấy chia cho macOS nó sẽ nhỏ hơn giờ palm là được. Là thuộc nút đấy. Tao ok chưa? Ok. Tôi nghĩa là cái macOS ấy tôi ghi tôi nháp vậy thôi chứ tôi không dùng. Căn Tôi bản thấy vấn đề ông nháp một đống cái gì b mấy các thứ ở trên ấy, tôi không phải là tưởng tôi quên gạch, tôi cứ để thì được cái hình cuối cùng như này thì mọi người tí làm xem có đúng nha. Đấy anh nhầm này, đây từ không có gì bạn. ok bây giờ mình sẽ nói qua về cái đề tiếp nha. Câu 2 mình xin phép là tí nhường sân khấu các bạn khác ở chờ đọc để nãy giờ ngủ. Mọi người làm Sẽ giải chúng mình bài này chưa? rồi. Chưa luôn. Thế thì mình đưa hình ra nha, mình đưa hình ra xem có giống nha. Đây, đây hình đấy tiếp. Vẽ là hình đấy, hình này khó nhìn. Thì tao tao in đậm đấy, tao in đậm Cái rồi. đường nào nó in đậm đấy. In đậm rồi ấy. Gạch thì bỏ qua. Ok. Đấy. Chốt. Xíu xong. Giống đúng không? Hai đường thẳng Nhưng mà C này sorry, sorry bạn nhé, ba tôi lại số số A bằng không, không phải bằng chín. ok giống em ạ. Tôi giống rồi rồi. Hai người giống rồi Rất là vậy. giống. Ok. Nếu kể SOV lam này thì nó cũng không khó lắm, mọi người cẩn thận thôi. Nói chung nó bé hơn không và mình sẽ phải cập nhật lại. Còn nếu như lớn không thì bỏ qua, vứt luôn, bằng không vứt luôn. Hoặc hết liên kết cũng vứt luôn. Đấy kiểu vậy. Ê, nếu mà lớn hơn không ấy thì chưa lớn hơn không bỏ qua cái nút đấy luôn đúng không? Bỏ qua luôn. Đấy, hết điên cái luôn đúng không? Chỉ một điều mọi người lưu ý là kiểu như là nếu như cái ghép ghép liên kết được, ví dụ như ghép liên kết ghép BA được nhá. Ghép BA được, mình sẽ set nút B nhá. Ví dụ mình sẽ nút B đi. Mình sẽ nút B mà ghép BA được. Đấy, mình ghép BA được thì mình sẽ bỏ cái BD luôn. Đấy, có nghĩa là cái nút B nó sẽ liên kết với cả nút gốc D bằng bằng AD kiểu vậy. Rồi đâu sau vi lan thì mọi người chỉ cần cẩn thận thôi. À, với đưa sâu với sâu lại cái hình tôi bảo tí Nào. Tuấn này, lúc nãy tôi thấy ông làm ấy thì ông vẽ tất cả các đường lại, thì nếu mà đầu tiên nhé, ông để cái hình ấy, ông để cái hình của ông để cái hình hình bài của ông ấy. Hoàng, Ơi. ông để cái hình bài của ông ấy. Đây. Đấy đấy thì ông sẽ chỉ vẽ các đường từ B đến gốc thôi, chỉ vẽ từ các điểm khác đến gốc thôi chứ không phải là ông vẽ cả đâu. Xong thì ông mới bắt đầu là so sánh gì nhỉ, cái nào bé nhất thì ông mới bắt đầu xóa từ từ chứ không phải là vẽ cả cái hình đâu. Rồi tôi bảo thế thôi, tôi bảo ông Tuấn thôi chứ không phải bảo anh đâu. Ok. Ok bạn, tiếp đi bạn.
kiểu là lúc chiều bạn Tuấn của tôi bạn vẽ cả cái mô hình xong, cái nào bỏ thì bạn ấy mới bắt đầu vẽ. Thì bây giờ Hoàng ơi, tao Ơi đang mấy ba rồi, nó có gì ăn ở tao hỏi nhá. Ok. về ba này, về ba ai làm chưa? Có được hình như này không? Tôi thấy người khác tôi nhỉ, hay do tôi làm sai? Ông gửi bài mới xem. Anh em gửi lên đi, có Không, gì tại vì sao? tôi làm đến cái phần mà phần B ấy, phần thêm liên kết các kiểu ấy, thì tôi thấy cái tôi đã thấy cái hình của tôi đã thấy sai rồi, bởi vì mẹ nó một hốp mà nó to hơn cả bốn hốp cái T ấy, lưu lượng này. Đâu, gửi hình ông lên xem, tôi soi lỗi cho, nhanh lên. Ờ đấy, trao đổi với nhau cái đã. Ông gửi cả hình của ông lên đây, chắc tí tôi sang lại. Đây, tôi gửi rồi đấy. Xíu. Đạt gửi cho ra, gửi thế này. Cái thằng gì nhỉ, thằng team của tôi lại bắt đầu nhập lại cái tôi gửi luôn qua mét cho ông ấy. Tôi gửi qua mét cho ông đấy để tôi đăng nhập lại cái thằng Ok, team để vào Facebook nữa. Ok. đã. Sao thay nó thay bị thoát ra. Tên tim đúng không? Ừ. Ha, mọi tí mọi người mà làm mà thấy sai nhá thì tôi cung cấp số điện thoại nhá. Sau rồi kiểu lúc đấy tôi mà ngủ mọi người gọi tôi dậy nhá. Có gì anh em nhắn tin lại thoải mái đi. Không, lúc này nó phải ngủ rồi. Kiểu kiểu 3 giờ sáng này mình ngủ với mọi người vẫn đang siêng học các kiểu các kiểu. Ba gì sợ thi không có ai trao đổi hình với nhau, sợ vậy. Tên. Nhưng mà trao đổi sợ không được ấy. Đó. Cứ mà kiểu Khó lắm. 393 BA 39 kiểu vậy thì ôi trời ơi. À anh em chắc mai không có theo số mã số sinh viên đâu. Không biết. Thì chắc cùng lắm chia ba đề ra hai đề. Không giống nhau. Không, không giống nhau mà tại hình như hình tôi bị sai. Nút Y. Backbone là nút Y. Nút Y là nút Y là 39 chia 8 là 1. 39 là Đúng một 57. đúng không? Là nút 8 chứ. 8 chứ. 39 mốt 8 là 7 mà. 71 là 8. Rồi gì? Thì mình đã bị sai bà rồi. Nhưng tính sai thì cái bước Ừ đúng rồi. 8 chữ. à tôi đúng rồi, tôi 8. sai ở cái bước tính tính y rồi. Đây, cậu xanh vậy. Đấy, chú ý. Ừ, thế thì tình hình khác nhau thì chắc là ông dễ hiểu thôi. Nhưng mà thôi tôi sẽ nói qua cách làm, có gì tí nữa mọi người biện luận. Đấy.
Thì cái ESO Willa thì nó cũng đơn giản thôi, thì lại tôi nói rồi đấy, kiểu ở đây ở cái bài trước nhá, ở bài trước là kiểu ở cái đề trước, ở cái đề này đi, là kiểu nó không không có cái lưu lượng, có cái liên kết trực tiếp luôn, mà kiểu nó tất cả các nốt sẽ liên kết với các nốt còn lại, tôi ngầm hiểu như thế. Tuy nhiên là cái đề này thì nó sẽ là nó rõ ràng, nó tường minh hơn, ví dụ như nút 7 sẽ nối nút 1 chứ nó không nối nút 4, kiểu vậy, cho nên là nó sẽ dễ dễ để liên kết hơn. Ví dụ, nút câu là nút 8 thì nó sẽ tính khoảng cách từ các nốt backbone khác đến nút 8 đấy, và chọn umin tên min do sau mình cập nhật lại từng cái kiểu vậy. Còn cứ đọc thôi sẽ được cái cây như này. Còn tính tính lưu lượng ấy thì cũng tương tự như nãy thôi, thì tương tự như nãy là mình sẽ chia làm sao cho nó hốp hốp từ 5 hốp thành kiểu một hốp kiểu kiểu vậy, Thế kiểu cái như phần này thì cũng tương tự cái bài lúc nãy đúng không? Chỉ có thế. cái là cái Tương phần tự. tìm cây primdistra thì nó sẽ dễ hơn cái phần lúc nãy. Ừ, đúng rồi. Phần nãy là kiểu mình còn phải tính khoảng cách này kia, cái phần này thì nó dễ hơn, nhanh hơn. Đấy. Thì chú ý cái hốp thôi, hốp xếp từ trên xuống dưới vậy. Tôi xem cái hình cuối, tôi xem ông tìm được mấy cái hốc một. Ok. Cái này ông chưa gửi lên đúng không? Gửi rồi, tôi gửi rồi đấy. Rồi. Đây này. À, cái là ông gửi cả hai bài cùng lúc rồi. Ừ, tôi ghép hai bài lại nhá. Ok. Còn bài 2 thì xin lỗi cả nhà mình sẽ đọc. Thì một bài thì đọc rồi nhưng mà không biết cách làm, không biết cái phương pháp làm ấy. Đây kiểu kiểu bình thường cô sẽ cho cái lưu lượng là đây, tính lưu lượng dây nhỏ thời gian chờ trung bình không quá 30 giây, nhưng mà bình thường trên lớp của cô dạy thì chỉ là không trễ thôi. Không trễ là lớn hơn không ở được, nhưng mà đây 30 giây thì kiểu ủa gì vậy. Còn còn cái phần phần này thì chưa đọc. Nãy giờ mấy quá ngủ. Thạch cứ làm thôi. Ok, thế nhá. Thế thì các bạn là tí nữa mọi người làm BA 39 nhá. Sau nếu như kiểu thấy khác thì nhắn lên luôn nhá. Đấy. Để có biết là sai ở đâu còn sửa. Kiểu vậy. Ok nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ dừng lại phần của mình. Xem màn hình cái thạch đâu. Thạch ấn share chắc ấn nhầm nút lip rồi. Thạch đâu rồi? Thạch đi đâu rồi? Đứt rồi, đứt cáp rồi. Đích mà. Mà chắc mai nó chỉ ra mấy cái dạng như này nhỉ? Xem cái record của cái buổi cuối cô bảo cũng bảo chỉ làm như này thôi. À mọi người ơi, bạn Lan mà nhắn cho mình là bao nhiêu người tham gia cái buổi đi đi tham quan ấy, thì các bạn có đi hết không? Mình là đi Tao đi nha. 2 người. Đạt đi Ừ. không? Mình đi không? Đi đâu? Đi tham quan. À Không phải quên, cô đi. học cùng lớp, cô học cùng lớp không? Thông tin vô tuyến. Thông tin À thông vô tin vệ tinh. tuyến. Vệ tinh, vệ Không. tinh, vệ tinh. Không, tôi thì nó học Bạn về tình không đâu. học nhầm đi. À ừ. Mà tôi Mình đi chả không biết mình? đi mùng 10 lại bảo vệ kìa. Ừ. Bảo vệ môn Nhưng gì mà đấy? bảo vệ mạng thông tin. Nhưng mà bởi vì tối mà, sợ gì? Ừ. Thì mình sẽ biết đi về kịp không. Đi Ông một Minh ngày ạ, mà. nhóm Đi ông một cũng buổi mà. phải đi bảo vệ lại mang tin à? Chả biết thì bảo Ừ. vệ lại thay bảo vệ lại thì bảo vệ thôi. Thì nhóm tôi cũng dính. Tao cũng dính đây.
Mới đau không bị à? Trời xanh không hiểu luôn. Mà chưa ấn định ngày đúng không? Thầy chưa bảo ngày nào hết. À, nhưng mà bọn ông học vệ tinh là được đi chơi à? Được đi bảo tàng à? Hay gì đâu ấy? Viện Khoa học Việt Nam. À, là thầy tổ chức nó đi à? Thầy xin cái viện đấy cho sinh viên vào. À, kiểu đi trong một ngày thôi đúng không? Chắc đi 2 tiếng thôi, chắc thế. À, thầy thầy nào đấy để tôi kỳ sau có gì tôi đăng ký ấy. Thầy Lâm Hồng Thạch, thầy Được. dạy có tâm phết. Nghĩa là kiểu là lúc học xong môn là sẽ được đi để được đăng ký đi đúng không? Đi xem trên cái kiểu trên đấy cũng có nhiều cái nghiên cứu vệ tinh chắc thế. Thầy bảo là viện phòng của thầy ở trên đấy. À đấy, ai gửi đấy? Mình gửi bài này. Và câu 2. Xem Tôi thạch băng lâu thế nhỉ? Thế là cả hai câu hai của hai đề ở mình. Hai câu đấy tôi không chép công thức thì tôi chỉ đưa những kết quả. Ừ, ý tôi bảo đây là cả hai câu hai của hai đề đúng không? Kết quả thời gian chờ trung bình không quá 30 giây. X của ông là bằng 70. X của tôi là 70. Và rồi ông tính ra lang à này thời gian trung bình thời gian chờ trung bình TQ bằng TQ trên C trên đó y bằng gì đó y bằng 20 à mày đó này. Cái công thức đấy ông treo trong slide à? Ở trong slide ấy, trang tầm khoảng trang ba mấy À mở đi, ok. nó thuộc trang 38, slide trang 38, chương 7. Ok, đây tôi tìm ra. Đó, nó là à đây. À đây đúng rồi. TQ thì bằng NQ ok. À, bằng C nhân với mi trừ la lambda đúng không? C là số Slide tự nhiên. slide cô gửi trên team á. Slide chương 7. Chương 7. Trang 38. Trang 38. Ừ. Chắc là mã kiểm định. PQ thì P thì là cái mình cần tìm đúng không? Đây chính là cái cách lăn C. Nó sẽ còn cái nguy sẽ bằng 20 đấy. Nguy là tốc độ phục vụ, Tốc độ phục nó vụ bằng à? gì nhỉ, còn thầy một số số ấy, số yêu cầu được phục vụ trong trong một đơn vị thời gian. Yêu cầu phục vụ trong một đơn vị thời gian. Đấy, ví dụ thì các cuộc gọi có thời lượng trung bình là 3 phút đấy, thì trong 1 giờ nó phục vụ được 20 đấy, 20 hai mươi cuộc Ok. gọi kiểu đấy. Đang gọi. Ok. Rồi. Lambda này. Ok. C thì là bằng 8 rồi đúng không? Paradox C thì bằng gì? Thế C là chính bắt đầu bằng số ấy, số đường dây. số đường dây đúng không? Tính ở câu A đúng không? Xong tôi cũng có công thức FLC ấy, xong tính từ N bắt đầu lớn hơn A.
Ok. N phải lớn hơn A mới tính được. N nhỏ hơn A là bỏ luôn. Ê nhưng mà như vậy là kết quả cuối cùng là đường 6 đúng không? Ừ. À nghĩa là cái bài này mình sẽ dùng sang phần lý thuyết của Erlang C đúng không? Đúng rồi đấy. Còn cái phần mà cái ý thứ hai ấy, số lượng đường dây đã tính ở trên hãy tính chiều dài hàng đợi. Chiều dài hàng đợi là N chắc không giờ chắc 39 là có N ấy, bằng lambda nhân T đấy. Ờ được. Ừ. Lambda nhân T đúng không ạ? Xác suất của gọi sẽ được trả lời trong vòng 10 giây. Là sao? Xác suất của gọi. Xác suất trung bình trong hàng đợi chiều dài hàng đợi là bằng lambda nhân TQ ấy. Không phải là bằng lambda nhân T đâu. À ở đây rồi. TQ nhân với lambda đấy. Cái TQ là cái ấy đúng không? Chiều dài là số thời gian trung bình trong hàng đợi. Thời gian trễ có phải chính là thời gian trễ hay không? À hình như có. Sửa lambda trên TQ chỗ nào? Thiếu ấy. Chỗ kia phải thêm thời gian trễ nữa. Thì nó sẽ là bài 6. Nhưng mà cô bảo cái bài này nó sẽ là bài lấy điểm ấy. Thì tôi không nghĩ nó khó như này đâu, nhưng mà mình cứ ôn đi. Không, cái này nó không khó đâu, nó có công thức hết rồi mà. Chỉ là mình chưa đọc thôi. À. Chứ nó không dài như mấy cái thằng SWM với cái kiểu cái đầu, cái này dễ hơn. Em mà có khi nào để ra mentor 2 không nhỉ? Tao không hiểu mentor 2 là nó làm cái gì luôn đấy. Cô bảo rồi mà mentor 2 không ra. Không ra à? Ồ, thế đỡ rồi. May quá trời ôn. Ủa thầy kia đúng rồi. Cho tôi hỏi cái câu, cái đề 20211 ấy. Nó bảo là sai số giữa hai lần tính không quá 1%, nghĩa là cái P của ông Minh, cái P gọi gì ạ? PB PB mấy nhỉ? PB3 PB3 với PB4 đúng không? Lấy PB4 trừ PB3 thì nó sẽ phải bé hơn là 0,01 đúng không? Bé hơn 100 tức là cái sau so với cái trước nó khác biệt không quá 1%. Ông PB của ông Kính còn 0,010 à? Ba ok là 0,01013. Mọi người có sáng làm bài có ok không? Có Kelly không? Không. Sao Minh trả lời thẳng thắn luôn ấy. Sai mất ngay cái bài ấy rồi. Mất ngay cái bài tọa độ ấy. À đâu. Mất ngay cái bài 11 phần bài tập rồi. Chán không tuyệt tại luôn. Đề 1 đúng không? Ông đề 1 đúng không? Đề 1 thì như khó hơn, tôi cảm giác như thế. Không, đề 1 dễ hơn. Cái phần tìm gì nhỉ? Tìm chiều dài lớn của ấy đó. Tôi thiếu mất RE đâm ra sai mẹ rồi. Thế đã mất mẹ 2 điểm bài đấy rồi. Không. Sai. Tiếc nhỉ. Vệ tinh khó không không? Tại kỳ sau tôi học. Gì? Vệ tinh trăm là được mà, nó không. Vệ tinh chắc dễ là môn trăm dễ. Dễ. Chắc là môn dễ nhất trong các môn kỹ sư. Không, bài tập lớn thì không cần phải làm cái gì. Mỗi đọc lại mấy cái lý thuyết xong bảo vệ. Còn cuối kỳ thi thì toàn lý thuyết bài tập không à? Chả phải cái gì khó hiểu. Hey.
Tại như vệ tinh là tôi nhớ đợt học hệ thống thông tin có cái gì liên quan vệ tinh điện tĩnh này, xong rồi tính bán kính các kiểu đúng không? Ở đấy đấy mấy cái kiểu tính toán nó dễ hiểu, không phải như thông tin di động vừa thì toàn Thế còn lý thuyết thì toàn sao? Kiểu lý thuyết thì thi có lý thuyết không? có Có. 50 lý thuyết, 50 bài tập. Không, Lý thuyết cũng đơn môn giản thông tin thôi. di động là 6 điểm lý thuyết mà 4 điểm À bài tập. không, 6 điểm. tôi hỏi ấy mà, tôi hỏi vệ tinh mà. À vệ Ở vệ tinh. tinh thì tầm cỡ 50 50 hoặc là 40 lý thuyết, 60 bài tập. 60 bài tập mình mất cả 2 điểm bài tập. Tất cả đều tự luận hết à? Ừ, tự luận full. Tự luận lý thuyết thì sẽ chép hơi sai. À, không được dùng tài liệu. À cái môn môn này ngày mai mình được dùng tài liệu không ta? Có, môn này có. Này được dùng tài liệu. Dài Ơ quá thạch rồi. bay mất luôn rồi. Thạch bay màu này. Vẫn đây mà, nhưng mà ông ấy không bật mic đâu. Không, Đúng không ta? thạch thạch đi đâu rồi mà? Ờ, thạch đi đâu rồi? Thạch bị văng khỏi meeting rồi. Video đi. Hay đi một trà sữa. Dịu dàng là ngày em đấy nữa. Chúng Thôi tôi không nghe thấy đâu ta. chắc đọc đọc cái bài chữa của mình thôi. Bài này Cái chuyện của mình nên là ngồi làm lại ấy. mình tự Toàn ngồi tin hoàng. không, mình có tự tin không để bây giờ làm so đáp án. Thôi mình thì không cần hỏi tự tin đâu, tôi tin tưởng mình mà. Chắc chắn luôn. Học cứng nhất. Mình là 68 mà, 68 mà mốt đúng không nhỉ? Bây giờ Ngày mai mọi người đi sớm nha. Má. đừng ngủ quên như các bạn. Thật đấy, tao tao mới gọi điện cho Sao cô có thể cho mình thi cái một được nhỉ? ừ, tao tao mới gọi điện cho bố mẹ tao bảo là thức con dậy. Tao sợ lắm. Đặt báo thức không được à? Không, tao tao có cái tật là đặt đặt báo thức xong dậy tát xong ngủ tiếp. Mặc dù đặt 10 cái rồi, mặc dù đặt 10 cái rồi tao vẫn ngủ bình thường. Đấy, vi diệu luôn. Chiến chiến chiến. X 30 70 đi, tôi làm giống của mình cho. Xong. Này nó ra dài vãi nha, làm ba câu là mất hơn 90 phút đấy. Cái này nhưng mà nhá, rút kinh nghiệm, tôi rút kinh nghiệm từ học cô Lan mấy môn rồi là tôi thấy nếu như mình kiểu làm nó tắt tắt ấy thì thề cô toàn bị trừ điểm thôi. Như kiểu trình bày như của ông Hoàng ấy là thề đảm bảo ông bị trừ điểm đấy. Kiểu cô Không chấm phải đâu, không phải đâu, con người của tôi khi làm nháp là khác mà đi thi khác mà. không, tại kiểu nếu mà làm cái của cô thì nó dài vãi, nó kiểu Ừ. trình bày các kiểu mà có 90 phút đâu mà nhiều đâu. Ê nhưng mà kiểu tôi so sánh học cô Lan thì trước học cơ sở truyền số liệu ấy, học học cô Lan với cả cô gì? Cô Hương. Ừ, học cô Lan với học cô Hương thì tôi thấy là kiểu cái trình bày của cô Hương là dễ hiểu rất là nhiều, kiểu tự dưng tôi chui vào lớp. Không hiểu sao tự dưng chui vào lớp cô Lan học ấy, kiểu thấy cô Lan trình bày nó rườm rà quá. Nó không tường minh như Hương cô Hương. ừ đấy, nó dài vãi lìn này. Còn lúc mình muốn làm nhanh nhưng mà mẹ muốn 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 kiểu như kiểu đợt trước nhá, cô cũng trình bày trên lớp ấy, như kiểu là phải vì thế này vì thế kia chứ không được viết luôn là đấy là cái bài mentor ấy. Phải vì này vì kia chứ không được viết luôn đâu. Thì ông có thể vẽ viết tắt những chỗ tính code mà ông vẽ một cái hai cái ra xong thì cái sau tương tự và ông chỉ điền những việc quan trọng, ví dụ như nếu một cái tính thỏa hiệp á, ông tính cho hạn kết quả xong tính
một hai cái đầu là ông viết đủ ra, xong rồi cái sau thì ông chỉ viết kết quả và cái nút liền trước là được. Còn thế là cái mẹ thì cũng không biết biết lâu lắm. Cả một cái bài tính toán này viết công thức ra thì cũng đủ mệt, viết công thức ra không viết thẳng kết quả luôn, khỏi phải thay số. Mình nghe nói chung là dạng bài câu 2 thì mình chỉ cần lắp công thức vào thôi đúng không? Nó không chỉ có cần ôm công gì. thức là biết, phải biết tìm được công thức chứ. Ừ. Sai công thức tỏi. Sai công thức tỏi. Ok, thật để tí không kiểm ý. Chứng ạ. Và nhớ để ý cái đấy. Để ý cái gì nhỉ? Để ý được cái đơn vị. Ừ, đúng rồi, cái đơn vị. Phần lang C hay là slide của cô có ví dụ thì mình xem lại không? Mọi người có nghĩ là cô sẽ ra Kruska không? Kruska ấy, kiểu mình đọc hai cái đen này không thấy Kruska đâu rồi. Ôn chưa? Cho Kruska lại tốt, Kruska chỉ ông vẽ ông ừ, viết cái đấy ra thôi. Kruska nó không khó lắm nhưng mà cô bảo là dễ sai. Kruska cô bảo là dễ sai lắm. Từ cái thấp cho đến cái cao cứ xong tính chọn số, xét xét chọn số lấy cái nào thì vẽ ra, xong phải để ý chọn số thôi, nó dễ hơn ấy nhỉ, dễ hơn em sau đi ăn nhỉ. Ừ đúng rồi, nói chung là mình sẽ cần chú ý các dạng như là SL William, K Print This Is Ka, Backbone, lưu lượng. Thế thôi đúng. Cái là đa trung tâm à, một trung cái tâm bỏ. Đa nhiều liên kết á. Ừ bỏ đa một đa trung tâm đa, đa nút tốc độ đa, đa đa nút đa tốc độ cô bảo là không thi. Gì dạ? Đa nút đa tốc độ cô bảo là không thi. Cái em PLF đúng không? Cô bảo không thi phải. Ừ cô bảo không thi đâu. MLSA không thi. Tính vỡ mồm luôn. Bốc mồm thật. Ê cái có cô đang học Mentor 2 không? Mentor 2 không thi. Không thi. Không thi đâu. Tao không nghe cô nói luôn đấy. Cô bảo buổi buổi cuối. Buổi học ơi, buổi cuối có gì đặc biệt không? Tao lười vào xem quá, tận một tiếng ạ. Có gì đặc biệt không? À, không cô... không cái cô bảo không thi là cô bảo cái buổi offline ấy. À. Còn online đây cô cũng bảo cô bỏ thêm cái MSLA. Bỏ thêm cái đấy. Mà tao cũng chưa xem hết nữa. Lúc nãy đang vào họp họp lớp gì. Họp lớp điện tử. Thầy chủ nhiệm bảo lớp bao nhiêu người điểm cao các thứ. Lớp điểm cao áp lực vậy. Minh à. Thì như lớp mình cũng học sao vào lớp đúng không? Sao học lớp 14 42 bao nhiêu ấy? Mày thế ông tưởng là thầy rồi. Thầy cho học đúng. Bây giờ tại sao cái câu câu 2 của đề 2022 sao lại chọn là bằng 4 nhỉ? Hả? Câu 2 của đề 2022 khi mà mình cái chỗ công thức thời gian chờ trung bình ấy, xong rồi tự nhiên lại n bằng 4 là sao? Ông phải lấy n lớn hơn a. À, phải lấy n lớn hơn a đúng không? Ok. N bằng 4. Nhỏ hơn 30. Công thức của cái tính cái t này là trang bao nhiêu đấy không? Trang cũng ở gần đấy thôi. Chả nhớ trang bao nhiêu. Khoảng trang ba mấy. Đấy. Cũng từ giữa trang 30 đến 40 là có công thức của E đang C.
Hình như trong 32 xem. Có cái P này. À, phương dài vậy. Ở cái trang 40 ấy. 40. HT thời gian giữ của cỏ trung bình. Xác suất của cỏ phải chờ lâu hơn khoảng 1 cm. Là cái N PQ nhân E mũ đấy đúng không? Đấy. Thì cái này đã biết nào thì đã tạm rồi từ phi bệnh viện từ giữ cuộc gọi truy bình. Ở đây nó có một ví dụ về cái này tính số lượng trung bình của gọi trong hệ thống. Hay mai mình in mẹ slide cầm đi nhỉ, tìm in không á, 7 giờ thi mẹ rồi. Ừ nhỉ. Bây giờ 10 giờ rồi còn đéo có quán in ở đâu. Bây giờ quán in đi ngủ à? Bây giờ phải lượn đi. Ê nhưng mà mấy công thức này là ở chương 7 hết đúng không? Để tí ghi lại. Để đúng tí rồi. Ghi lại. Tốt nhất là ghi lại. B mở rộng C là với M M là K là chương 7 hết. Ok. Có in mỗi chương 7 thôi. Còn mấy kia tôi có in đâu. Mấy cái kia thì trong vừa ghi cũng ghi rồi. Ừ. Trộm vía. Ngày mai không có thì cười ỉa. Bạn tao mới bảo là cái đề quy hoạch cái thì làm 3 tiếng và cho có 90 phút. Má, các bạn mai chú ý thời gian nhá. Coi hễ. Tao chiều làm cái câu 1 mà làm hết cả tiếng rưỡi. Mỗi câu 1. Tìm cái số điện thoại em gì vậy? Cuộc gọi phải chờ lên. Trời ơi. Ok. Mai 90 phút nha mọi người. Em mình ơi, tao bây giờ tao đang nhắn cho các nhóm ấy để liên hệ thứ năm đi đi tham quan ấy, thì có gì tí tao nhắn hỏi nhá. Tao biết là tao hỏi. Lan nó gửi gửi danh sách đăng ký đây. Nhóm thông tin vệ tinh. Thế à? Ừ, tao thì tao cũng đang đi gửi gửi nữa kiểu để nhắc nhở mọi người thôi. Rồi con Lan nó cũng nhắn tao là nhờ bạn gửi, tao cũng gửi thôi. Đăng ký luôn đi mọi người. Mình đăng ký đi. Nhóm Long gửi rồi đúng không? Tao đỡ phải gửi nữa. Gửi gì?
gửi link đăng À, ký ấy. gửi à, chưa gửi link. Ok, Gửi để đấy à? gửi. Gửi thằng. Tao gửi link luôn nhá. Rồi rồi nhờ 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 Long nhắn cho các bạn trong nhóm nó gửi là điền luôn nhá, điền luôn là sáng thứ năm đi ấy. Sáng thứ năm đi địa điểm tập trung thì có gì để tôi hỏi tại sao còn kiểu vậy. Sáng thứ năm đi. Nhắn các bạn trong nhóm là hoàn thành trước trưa mai để thầy còn gửi danh sách lên trên nữa. Đấy. Ok. Bước này dài phết nhỉ. Ủa nhưng mà bỗng dưng thạch nó thoát ra và phát. Mọi người nghĩ nó kiểu bị ngất xỉu hay là bị gì không? Tôi sợ lắm. Kiểu ma bắt đi ấy. Ma bắt mà sao lại vẫn biết end meeting nhỉ? Chịu đây. Kiểu ma bắt phát ngất luôn, treo máy đây luôn. Nhưng thôi, có hai anh em chắc đọc bài bài của mình cũng được. Có ai thì tao đọc xong có gì thì tao hỏi bây giờ tao đang